Lan Ngọc đụng Ngọc Trinh đầm xẻ ngực gần 20 triệu đồng. Mẫu váy xẻ ngực, cắt ao lưng của nhà thiết kế Đỗ Long giúp Lan Ngọc, Ngọc Trinh tôn body gợi cảm. Chiếc váy họa tiết hoa lá đậm sắc xuân được Lan Ngọc diện trong một sự kiện gần đây. Thiết kế có phong dáng tay bồng nhẹ, kiểu dáng xuề chữ A, giúp người mặc tôn vẻ ngọt ngào. Phía sau lưng, đầm được tạo điểm nhấn bằng chi tiết cắt ao, tạo nên nét gợi cảm chừng mực. Với kiểu dáng xẻ sâu đến gần rốn và siết chặt vòng eo, mẫu đầm của Đỗ Long làm nổi bật ngực đầy, eo thon của Lan Ngọc. Theo nhà thiết kế, anh sử dụng họa tiết in độc quyền cho váy cùng kỹ thuật dập ly. Bắt xoắn trên nền chất liệu tơ gân. Thiết kế mềm mại, bay bổng này từng được Ngọc Trinh diện đi cà phê cùng bạn bè trước đó, khi xuống phố dịp 8/3. Nữ hoàng nội y phối cùng túi xách ché nồ nữ tính. Trang phục cũng giúp Ngọc Trinh khoe làn da trắng cùng đường cong. Nhà thiết kế Đỗ Long cho biết đây là thiết kế đắt khách của anh gần đây, có giá bán 17,5 triệu đồng. Ngoài Lan Ngọc và Ngọc Trinh, chiếc đầm còn được người mẫu Lê Hà chọn diện khi dạo phố. Bà mẹ hai con khoe dáng thon cùng chiếc váy phối các tông màu xanh, hồng pastel nhẹ nhàng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.